Ok, xin chào tất cả những người bạn đang có mặt trên kênh của mình nhé. Thì mình vẫn là Xoái đây. Hôm nay có cái sự kiện nạp nhận thêm tới 1.000 kim cương này anh em. Cho nên là mình sẽ nạp thẻ và đồng thời sẽ hướng dẫn anh em nạp thẻ cào nhé. Nạp thẻ cào từ Vina, Viettel hay Mobi nhé. Thì đầu tiên ấy thì anh em phải chuẩn bị cho mình một cái thẻ cào trước đã. Sau đó là anh em ấy cũng có rất nhiều cái câu hỏi ở đây, mình sẽ chèn ở đây nha anh em. Thì anh em có thể là xem và tham khảo những câu hỏi đó. Nếu như mà trả lời tất cả mọi người những câu hỏi này thì mình sẽ không trả lời được hết. Chính vì thế cho nên là mình sẽ làm một cái clip giống như thế này để mà trả lời cho anh em tất cả những cái câu hỏi đó. Đồng thời nữa ấy, là có nhiều bạn bảo là nạp thẻ tuần, thẻ tháng mà kim cương không về. Kim cương thẻ tuần, thẻ tháng thì anh em phải nhận nhá. Chứ anh em không thể nào nó cộng vào luôn cho anh em được đâu. Chính vì thế cho nên là anh em phải nhá. Bây giờ mình có 14 kim cương này. Thì để mà nạp được thẻ này thì anh em phải có một cái thẻ cào trước đã. Trước tiên là anh em phải chạy ra quán và mua một cái thẻ cào Viettel hay Vina hay là Mobi tùy anh em nhé. Thì anh em sẽ nạp vào trong cái điện thoại của mình. Thì anh em sẽ làm theo mình nhé. Bây giờ mình sẽ home ra. Đây, anh em sẽ chuẩn bị cái thẻ cào. Anh em nhìn trên góc có một cái thẻ cào Viettel mà mình sẽ nhập cái mã thẻ đó vào đây. Thì do là mình nạp trả trước cho nên là mình dùng Viettel nhá. Cho nên là mình sẽ nhập cái thẻ Viettel vào đây sang 100 này. Sau đó là sẽ nhập cái mã thẻ mà mình đang có ở đây vào trong ấy này. Để mình nạp hết cái mã thẻ này nhá. Nhiều anh em cứ bảo là nạp không được rồi các thứ. Có anh em còn nạp ở trang web là nạpthẻ.com. Mình chưa bao giờ nghe thấy Garena có cái trang web nạpthẻ.com anh em. Vãi là nạpthẻ.com ạ. Cái trang web đấy lừa nhá, không được kim cương là đúng rồi. Cho nên là các bạn đừng thắc mắc nhá. Thằng này. Còn ông nào mà không biết nạp thẻ vào điện thoại như thế nào nữa ấy, thì tôi cũng chịu thôi. Bởi vì là tôi không biết. Đây, sau khi mà nạp thành công thì nó như này đây. Đó. Thì bây giờ anh em tìm đến Google nhá. Đây. Anh em tìm vào Google này và anh em sẽ tìm cho mình từ khóa đó là nạpthẻ.vn nhá. Nạpthẻ.vn này. Đó, anh em nhìn thấy nó hiện lên đây không? Anh em có thể là bấm trực tiếp vào đây cũng được hoặc là bấm tìm cũng được tùy anh em nhá. Sau đó tắt đi. Anh em chọn Free Fire này và anh em nhập ID người chơi. Anh em nhập ID của mình vào nhá. Nhớ chọn tôi không phải người máy này và chọn ID của mình 217 940107. Đó là ID của mình nha anh em. Nhớ xác thực tôi không phải là người máy. Đó, anh em nhìn thấy chữ FBTC Xoái Ca không? Thì đây là đúng là ạc của mình. Thì mình sẽ nhận được kim cương về ạc của mình thôi. Các bạn nhập ID của người khác thì kim cương về tài khoản của người khác thôi anh em. Cho nên là đừng có thắc mắc nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi nạp một cái thẻ. Đây là mình nạp bằng SMS nha anh em. Thì mình sẽ làm một cái thẻ 50 đi. Sau đó là mình sẽ bấm xử lý thanh toán này. Đó, nó sẽ tự động chuyển về phần tin nhắn cho anh em. Sau đó là anh em bấm gửi này. Nhớ lựa chọn của tôi này. Anh em nào mà chặn đầu số là không gửi được đâu nhá. Cho nên là anh em đừng thắc mắc. Ôi sao không đủ, tôi vừa nạp 100k mà. Quần què kỳ ấy. Rõ ràng mình vừa nạp 100k mà giờ nó lại bảo không đủ. Để tôi thử nạp một cái khác xem nào. Bây giờ tôi sẽ thoát ra. Hay là mình nạp ấy cái gì nó trừ rồi. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra. Mình nạp thử cái 10k đi. Đâu rồi? Đây mình sẽ nạp thử cái 10k 45 kim cương nha anh em. Xem có được không. Người này. Lâu lắm rồi mình không nạp thẻ bằng thẻ cào này. Nên là mình không có ý anh em. Thành công không? Rồi thành công rồi anh em. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào game nhá. Sẽ vào game xem kim cương nó cộng chưa. Game rồi. Ôi kim cương chưa cộng luôn này. Thì nếu kim cương chưa cộng thì anh em chỉ việc off đi và on lại thôi. Nó sẽ ấy vào đây để chơi sự kiện này. Sự kiện này kim cương cũng chưa cộng luôn anh em. Bây giờ mình sẽ off đi và on lại nha anh em.
Rồi sau khi mà rồi, anh họp em đi sau online khi mà ấy, họp đi thì mình online thì đã anh em thấy thấy kim kim cương cương của mình của nó đã em, cộng tôi đây rồi còn anh 7 em, kim cương, cộng 59 kim cương này. 59 kim cương anh Đó. em. Thì Thế là bây giờ mình sẽ vào về thử đây cái rồi. sự kiện Thì bây gì giờ rồi, mình cái sự sẽ kiện làm này thông xem như báo nào, để là mình một chơi kim cương sẽ nhận cái được 1.000 sự kim cương này anh em. đang còn dang dở anh em. Đó, bấm vào Không đây biết đổi. là cái sự kiện này sẽ chơi ra sao đây. Hả? Nạp một kim cương là được rồi, mà sao Nào. đây nạp kim cương không Bây được giờ nhận, mình ta không được sẽ nhận bấm khóa vào cập này. nhật Kỳ giấy. cập nhật nạp à. Sự kiện này nó bị lỗi rồi hay sao ấy? Ủa sao kỳ vậy? Tới luôn này. Vào lại xem Bấm nào. vào Không đổi có đây. khóa này, nạp một kim cương thì đã nhận này, cập nhật nạp. À phải bấm vào cập nhật nạp thì nó mới cộng cho anh em ạ. Ui trời ạ. À đây anh em phải Tìm cập mãi nhật nạp giấy thì mới đang được sở anh em hữu một ạ. cái này. Sau đó Bây giờ mình là sẽ đi mình sẽ chọn cái cuối lật cùng đi, thử một cái xem là thẻ trúng ở bao đây xem nhiêu. được cái gì nhá. Ủa sao bấm lật không được vậy? Ủa sao kỳ vậy, không bấm được vậy? Ok kỳ vậy. Hình như nó bị lag đấy anh em. Để mình thoát ra mình vào lại xem nào. Rồi. Bây giờ vào lại. Ủa, bấm hoài cũng được luôn anh em. Chán dễ sợ luôn đấy. Cái sự kiện nào mà mới mới tí là bị lag à? Bạn muốn sử dụng sử dụng đi. Mình sẽ mở mình cái này sẽ nha anh em. Lật Ui cái được này, 30 30 kim kim cương cương đậu phộng. Quẻ. Cồn què. Chán vãi nồi luôn anh em. Cái này Rồi anh em chờ tôi một tí, tôi sẽ hướng dẫn chỉ anh là em cú lừa thôi anh em ạ. nạp thẻ tuần, Rồi, thẻ bây giờ tháng nữa mình sẽ nhá. đi nạp thẻ tuần và thẻ tháng cho anh em xem nhá. Thì ở đây thẻ tuần hoặc là thẻ tháng thì anh em có thể bấm trực tiếp vào cái góc cái thẻ ATM này và anh em bấm vào cái số kim cương ở giữa, cái số tiền ở dưới này này. Đó, thì nó sẽ chuyển đến giao dịch cho anh em. Úi kỳ ấy. Đó anh em có thể nạp bằng Momo hay nạp bằng Viettel. Ở đây thì mình sẽ nạp bằng Viettel cho nên ở Viettel sao không có vậy? Lại lỗi giao dịch rồi à? What the fuck? Thôi giờ thì lại phải vào nạp thẻ.vn thôi anh em ạ, không còn cách nào khác đâu. Nên là ở đây nó bị lỗi rồi. Chính vì thế cho nên mình sẽ vào cái chỗ nạp thẻ.vn nhá để mà nạp cái kim cương này. Để à chết quên, để nạp thẻ tuần này. Thì bây giờ phải ra Google anh em. Đây. Lại vào nạp thẻ.vn thôi anh em. Nạp thẻ.vn này. Đó anh em nhìn thấy nó hiện lên kìa. Đó, anh em chọn vào đấy nhá. Hoặc là anh em có thể là chọn chọn ID người chơi này. Nhập mà ID của mình vào 21794010107. Đó, tôi không phải là người máy này. Đăng nhập này. Đó, anh em nhìn thấy tên của mình thì hãy nạp nhá, còn nhìn thấy sai tên thì đừng có nạp ở trên cái góc kia kìa. Thẻ tuần này. Xử lý thanh toán này. Đó, sau đó nó sẽ chuyển về đây cho anh em và anh em bấm gửi. Đó. Chờ một lúc nha anh em, nó sẽ báo tin nhắn về thành công là được nha anh em. Rồi, thành công rồi. Đó, Mobi Internet. Rồi các kiểu, bây giờ mình sẽ nạp thêm kim cương anh em để mà chơi tiếp cái kia xem là có được cái gì không, có được 999 kim cương không. Ngoài cái kim cương mà mình đã nạp thì mình sẽ được thêm mà. Chính vì thế cho nên là mình cứ nạp thôi. Nạp thì nạp mà không nạp thì thôi anh em. Tùy anh em nhá, mình sẽ mua thêm một cái 50k nữa này. Bấm gửi này. Rồi. Ra đây. Rồi rồi, thành công rồi anh em. Tiếp tục mình sẽ mua thêm một cái nữa nha anh em. Cái này thì mình bấm liên tục chắc chắn sẽ không thanh toán được nha anh em. Bởi vì mình không được phép thực hiện liên tục trong 30 giây thì phải. Cho nên là mình sẽ thử cho anh em này. Nếu như mà anh em muốn nạp thì anh em phải chờ sau 30 giây anh em mới nạp tiếp nhá. Còn như mình ở đây thì nó sẽ không thành công cho mình xem này. Đó, quý khách không được phép thực hiện giao dịch liên tục nhau, vui lòng cho nhau 30 giây và thao tác lại. Đó. Thực ra mình đọc lộn thế thôi chứ không phải là cho nhau 30 giây đâu anh em. Chờ 30 giây và anh em thoát ra như thế này này. Sau đó anh em làm lại thôi là nó sẽ được thôi anh em. Đó, mình sẽ vào đây và sẽ làm lại từ đầu nhé anh em. Lại nhập ID của mình vào. Đơn giản vậy thôi anh em. Cái này nó khá đơn giản thôi mà sao nhiều anh em làm không được. Cứ quay sang nói này nói kia, mình rất bực mình về cái vấn đề đó nhé.
thì nó sẽ chuyển sang đây anh em. Đó, thì kim cương của anh em nó đã về rồi này. Thì bây giờ mình sẽ vào thẻ tuần và thẻ tháng nhá. Thì ở đây nó vẫn chưa cộng cho anh em, thì anh em cần phải off đi và on lại để mà có thể là nhận thẻ tuần, thẻ tháng cho anh em xem. Đó, ở đây này nó chưa có hiện đấy này. Anh em nhớ nhá, nếu như anh em nạp thẻ tuần ấy hoặc nạp thẻ tháng thì anh em hãy vào trong cái thẻ tuần, thẻ tháng anh em nhận kim cương nhá, chứ nó không tự cộng cho anh em đâu. Đây là cái kim cương mà vừa nãy mình ấy này. Vừa nãy mình quay ở kia được này. Đó. Bây giờ nha anh em vào đây này, đó, anh em thấy không? Kim cương nó đã có cái thùng kim cương kìa. Anh em bấm vào cái thùng kim cương này, nó sẽ cộng kim cương về tài khoản cho anh em, chứ anh em nó không tự cộng về tài khoản cho anh em đâu, mà anh em phải tự nhận nhá. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong anh em nạp thẻ tuần, thẻ tháng cũng như là nạp thẻ bằng thẻ cào Viettel, Mobi hoặc Vina nhá. Thì anh em nào xem cái clip của mình thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh, nhấn chiếc chuông nhỏ bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về kênh của mình nhá. Còn gì nữa đây? À, chết quên anh em. Còn một cái sự kiện mà vừa nãy mình bỏ nạp thêm để chơi, giờ quên chưa chơi anh em. Bây giờ mình sẽ vào thông báo này, sau đó vào đây. Đấy, vào bấm cập nhật nạp này anh em. Đó, được thêm một cái thẻ nữa anh em. Thì mình sẽ bấm, ý sao bấm được cái cuộn què đấy, nó bị lag anh em, phải tắt đi và vào lại anh em. Đó, bây giờ mình sẽ chọn mở một cái ui 29 kim cương đậu phộng, quần què thiệt chứ, chán vãi nồi luôn anh em. Đó, mình chỉ cần nạp thêm một ít nữa thì sẽ được cái 999 kim cương kia, chắc nạp khoảng 500 kim cương nữa anh em, 500-600 kim cương gì đấy thì mới nhận được cái đó nha anh em.